Tiêm chủng là cách tốt nhất để có thể phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm cho trẻ, và hiện nay thì tiêm chủng đã gần như trở thành thông lệ. Tuy nhiên thì để phát huy hiệu quả của việc tiêm chủng thì các gia đình và các bà mẹ trẻ cũng cần có những kiến thức căn bản về việc tiêm chủng. Và phần tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Chương trình tiêm chủng mở rộng đã được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 1985 và đã đạt được những kết quả to lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Việt Nam được quốc tế công nhận là quốc gia đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và đang tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sởi. Vaccine là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm. Không giống như các can thiệp y tế khác, vaccine giúp cho dự phòng và bảo vệ sức khỏe cho con người, qua đó góp phần tạo nên những thế hệ khỏe mạnh. Hiện nay đã có hơn 30 bệnh nhiễm khuẩn có thể dự phòng được bằng vaccine. Ngoài việc làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, vaccine còn làm giảm mắc các bệnh nhiễm khuẩn cơ hội khác, giảm số ngày ốm và nhập viện, giảm tình trạng tàn phế hay mất khả năng lao động do bệnh tật gây nên, giúp trẻ phát triển về thể chất và trí não. Nhờ có vaccine và sự triển khai rộng rãi hoạt động tiêm chủng, nhiều thế hệ trẻ em đã được bảo vệ khỏi nhiều bệnh dịch nguy hiểm. Chương trình tiêm chủng mở rộng đã mở ra nhiều hy vọng cho sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng trong những năm gần đây, dưới sự tác động mạnh mẽ và hiệu quả của chương trình tiêm chủng quốc gia và sự phát triển của đất nước, thì nhận thức của người dân đã ngày một nâng cao và việc tiêm ngừa cũng trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng. Tuy nhiên thì đối với việc tiêm chủng cũng có một số điều cần lưu ý. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa ông, có thể thấy rằng việc tiêm chủng đối với trẻ em là điều hết sức cần thiết, vì nó không chỉ có thể bảo vệ sức khỏe cho trẻ và tránh những cái hậu quả đáng tiếc về sau này. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về cái vai trò của việc tiêm chủng ạ? Trẻ em khi sinh ra đời thì hệ thống miễn dịch của trẻ em chưa được hoàn chỉnh, sức đề kháng đối với bệnh tật vẫn chưa được tốt. Một số vấn đề nữa liên quan, tức là trong quá trình mang thai, người mẹ có thể mắc một số bệnh và trong quá trình chuyển dạ sẽ lây truyền cho bé khi sinh ra đời. Quá trình của người lớn chúng ta trong quá trình bông ẩm chăm sóc cũng là những cái nguy cơ có thể lây truyền cho bé. Tôi lấy ví dụ như là cái bệnh tay chân miệng hiện nay có đến 71% người lớn ta mang trùng, và nếu chúng ta không có bàn tay sạch thì chúng ta có thể lây nhiễm cho trẻ ngay. Hoặc là trong quá trình mang thai, nếu người mẹ bị nhiễm viêm gan B thì quá trình sinh ra 90% trẻ em sẽ có nguy cơ bị nhiễm viêm gan B. Hoặc là một trong những thời gian gần đây chúng ta có thể thấy đó là bệnh rubella. Những bà mẹ bị rubella thì cái khả năng sinh ra thai nhi bị dị tật, mà chúng ta cần phải tạo miễn dịch chủ động cho trẻ để phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Chúng ta có thể thấy rõ, tức là từ những năm 1990 trở về trước, tỷ lệ viêm B ở trẻ em dưới 5 tuổi nó chiếm từ 15-20%. Nhưng mà trong quá trình chúng ta thực hiện với một giai đoạn khoảng 10 năm thì đến nay tỷ lệ viêm B ở trẻ em chúng ta chỉ còn 2%. Hoặc là chúng ta đã có một cái cuộc thanh toán được cái bệnh bại liệt hoặc là cái bệnh loại trừ uốn ván sơ sinh trong cộng đồng. Cho nên cái ý nghĩa của tiêm chủng là nó rất có ý nghĩa cao đối với vấn đề chủ động phòng chống bệnh tật cho trẻ em. Thì bên cạnh những cái hiệu quả mà chúng ta đã đạt được thì có thể thấy rằng việc tiêm chủng mở rộng vẫn còn gặp phải những cái khó khăn, những cái tồn tại, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì những cái dư luận đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng. Điều này có đúng không ạ? Mặc dù chúng ta đã triển khai trên 30 năm, hàng năm chúng ta đều tổ chức tập huấn với kiểm tra, giám sát các cái cán bộ y tế chúng ta. Tuy nhiên, nó còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng đang gặp phải. Ví dụ như là cái thao tác về kỹ năng của cán bộ chúng ta đôi lúc vẫn còn chủ quan, chưa đảm bảo được cái khâu về vô trùng trong tiêm chủng, hoặc là cái khâu chúng ta trong quản lý vaccine
trong giai trường lành như thế nào, hoặc là cái việc tổ chức sàng lọc cho trẻ được tiêm thì đôi lúc do quá trình quá đông cái trẻ em đến thì nhiều cơ sở y tế chúng ta là không chú trọng cái này, hoặc là vấn đề khuyến cáo người ba mẹ là phải để con lại 30 phút để theo dõi, rồi sau đó về nhà phải theo dõi 24 tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì nhiều bậc phụ huynh chúng ta vẫn quên cái này. Rồi vaccine thì cái độ an toàn của nó không thể đạt được 100%, và còn liên quan đến cái quá trình đáp ứng miễn dịch của trẻ, cái phản ứng lại cơ thể của trẻ, cho nên nó tạo ra nhiều cái bệnh trùng hợp trong giai đoạn hiện nay. Về tiêm chủng, về ngành y tế thì chúng ta phải tổ chức kiểm tra giám sát, rồi làm cho ngành y tế, cho cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng đúng, đảm bảo an toàn. Về phía người nhà, về phía ba mẹ thì cần phải hiểu rõ những quy định của ngành y tế để cùng phối hợp với ngành y tế, thì chắc chắn chúng ta sẽ khắc phục được những cái tồn tại hiện nay. Trong thời gian gần đây, với những sự cố đáng tiếc xảy ra ở một số địa phương có liên quan hoặc trùng hợp đến tiêm ngừa vaccine, đã khiến không ít gia đình, bố mẹ có trẻ nhỏ tỏ ra băn khoăn, lo lắng. Phần lớn quan tâm đến việc có nên tiêm phòng hay không và tiêm vaccine thế nào cho an toàn. Thậm chí đã có người tỏ ý không muốn cho con đi tiêm phòng. Đây là một quan điểm tiêu cực, không tốt cho trẻ, dù mối lo của các bậc bố mẹ là có cơ sở. Hiện nay thì em cũng nghe thông tin là trên truyền hình thì có nhiều trường hợp xảy ra do tình trạng tiêm vaccine. Thì có nhiều trường hợp tử vong thì trên truyền hình cũng là định chỉnh là cũng có một số trường hợp là do cũng trùng hợp. Nhưng mà thật sự là những người làm mẹ thì cũng rất là hoang mang, mà cũng không tiêm cho con mình thì cũng lo lắng. Nhưng mà cũng vì sức khỏe của con mình thì đặt niềm tin vào các bác sĩ, em cũng vừa hoang mang nhưng mà cũng phải là đem con đi tiêm. Có một cái thông tin như vậy mình cũng có phần lo, nhưng điều nếu như mà không đi tiêm cũng không được, không đi tiêm thì sợ những cái bệnh trạng của con cháu tương lai về sau này nó sợ nó diễn biến, còn mà đi tiêm thì cũng nỗi lo cũng nhiều, cho nên thành ra chúng tôi đứng một cái trước ngã ba đường cũng không biết tính toán như thế nào, và điều cuối cùng cũng phải đem đi tiêm thôi. Mà chúng tôi cũng cố mong những cái đơn vị làm sao mà mình bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con em, để cho gia đình phụ huynh các em đem đi được một cách yên tâm. Mặc dù chúng ta làm theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn, nhưng mà trong cái công tác tiêm chủng vẫn có nhiều cái điều có thể không may xảy ra. Thì chúng tôi mong nếu có xảy ra thì mong dư luận có cái sự đồng cảm và tránh những cái vấn đề làm bức xúc, làm gây áp lực, gây hoang mang dư luận, và cũng ngay hoang mang cho những người làm công tác y tế, đặc biệt là những cái người làm trực tiếp công tác tiêm chủng như chúng tôi. Các cái kênh thông tin báo chí khi có sự việc thì chỉ nên dừng ở chỗ ghi nhận, không nên có những cái thông tin gây hoang mang cho dư luận xã hội. Tất cả những cái việc làm liên quan đến an toàn tiêm chủng thì chúng tôi sẽ cố gắng làm đúng quy trình và hết sức thận trọng để làm cho người mẹ được yên tâm khi đưa trẻ đi tiêm. Trong đó có cái việc là sàng lọc, tư vấn cho những bà mẹ những cái thắc mắc liên quan đến cái việc tiêm chủng cho con của họ. Làm như vậy thì giải tỏa được cái tâm lý lo âu của bà mẹ và người ta yên tâm để mà tiêm chủng cho con người ta. Một điều cần khẳng định rằng đưa trẻ đi tiêm ngừa là một việc làm hết sức cần thiết của các bậc bố mẹ. Cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng hiện nay người dân ngày một nâng cao nhận thức và hưởng ứng tích cực với chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngoài việc tiêm ngừa các bệnh theo quy định của chương trình quốc gia, các bậc bố mẹ còn đưa con em mình tiêm ngừa thêm một số bệnh khác mà trong chương trình tiêm chủng mở rộng không có. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho con em của chúng ta. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn, vậy thì để giúp cho quý phụ huynh có thể hiểu rõ cũng như là an tâm hơn khi mà đưa con trẻ đi tiêm chủng thì chúng ta cần lưu ý những cái điều gì ạ? Khi chúng ta đưa trẻ đi tiêm chủng
thì chúng ta cần chú ý mấy vấn đề như sau. Một là thứ nhất là chúng ta chú ý là cái tiêm chủng nó phụ thuộc vào các cái tháng tuổi của trẻ. Tôi lấy ví dụ như trẻ là trẻ em mới sinh ra đời thì trong 24 giờ thì trẻ sẽ được chủng ngừa cái viêm gan B. Trước khi vào cái chuyển dạ thì chúng ta không xác định được là đã nhiễm viêm B hay chưa. Và cái tỷ lệ mà xét nghiệm cái viêm B trước sinh khoảng 10% mà thôi. Cho nên chúng ta không thể loại trừ được là cái khả năng lây truyền viêm B cho trẻ cho bé khi sinh. Và qua thực tế, nếu những ba mẹ mà bị viêm B dương tính thì 90% trẻ em sinh ra sẽ bị nhiễm ngay cái viêm B. Cho nên chúng Tổ chức Y tế Thế giới công tác khuyến cáo các nước trên toàn thế giới đều tiêm vào 24 giờ. Vấn đề thứ hai là ngay cả trong tháng đầu thì chúng ta cũng phải chủng ngừa lao cho trẻ. Nếu không chủng ngừa lao cho trẻ thì trẻ sẽ bị viêm màng não do lao. Rồi tiếp tục chúng ta phải thực hiện từ tháng thứ 2, tháng thứ 4, tháng thứ 6 để chích vaccine 5-1 cho trẻ. Rồi đúng 9 tháng thì chúng ta phải nhớ đứa trẻ đi tiêm sợi. Và hiện nay thì ngành y tế lại triển khai thêm và tiêm nhắc lại cho trẻ lúc 18 tháng tuổi về vaccine bạch hầu, uốn ván, ho gà và sợi. Chúng ta cũng cần quan tâm là ngoài những vaccine mà trong cái miễn phí của Bộ Y tế thì hiện nay có những vaccine về dịch vụ. Nếu muốn để phòng tiêu chảy cho trẻ em thì chúng ta phải tiêm chủng vaccine dịch vụ rota, hoặc là nếu chúng ta không phòng cái thủy đậu cho trẻ em từ nhỏ thì lớn lên họ sẽ bị zona, hoặc là chúng ta không chủng ngừa quai bì cho trẻ thì lớn lên trẻ em có khả năng dễ dẫn đến vô sinh. Trẻ em gái cũng như là nữ là phải tiêm phòng ung thư cổ tử cung, tức là nhiều cái loại vaccine mới ra đời mà nó phụ thuộc vào từng độ tuổi. Và người thứ hai là chúng ta luôn luôn phải quản lý cái sổ tiêm chủng của trẻ để chúng ta nhớ được cái ngày đi tiêm, tránh là chúng ta đi tiêm muộn, đó là không đúng lịch thì nó sẽ có nguy cơ, tức là dễ gây nhiễm bệnh cho trẻ. Cái thứ ba là luôn luôn phải phối hợp với ngành y tế để khai báo rõ cái sức khỏe của trẻ hiện tại trước khi tiêm chủng. Ví dụ trẻ có sốt cao, trẻ bị tiêu chảy cấp, hoặc là trẻ có những cái dấu hiệu mà bất thường thì chúng ta cùng phối hợp ngành y tế để điều trị cái căn nguyên của cái bệnh hiện có đã, rồi chúng ta mới tiêm chủng. Rồi khi chúng ta tiêm chủng thì chúng ta chú ý là quan sát kỹ thuật của cán bộ y tế. Ví dụ như họ sử dụng đúng một bơm cái tiêm hay không, lò vắc xanh sử dụng có nguyên hay không. Tức là chúng ta phải giám sát toàn bộ cái hoạt động của cán bộ y tế, xem họ thực hành có đúng tiêm chủng hay không để chúng ta khuyến cáo. Thứ hai là khi tiêm chủng xong thì chúng ta phải giữ trẻ lại tại nơi đó 30 phút. Trong 3 phút đó để làm gì? Để giúp cho vấn đề chúng ta phát hiện những cái vấn đề biến chứng sau tiêm chủng. Và sau đó khi đưa trẻ về nhà thì chúng ta phải theo dõi trẻ trong 24 tiếng. Quả thật là những cái lưu ý mà Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa nêu ra thì rất là hữu ích cho các bậc phụ huynh khi mà đưa con trẻ của mình đi tiêm chủng. Tuy nhiên thì có một số trẻ em sau khi mà tiêm chủng về thì có những cái triệu chứng như là sốt này, biếng ăn hay là quấy khóc. Điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ không ạ? Vaccine khi nó tác động vào cơ thể, nó sẽ kích thích cơ thể tạo miễn dịch và nó sẽ gây ra những cái dấu hiệu của sốt nhẹ, của vấn đề khi chúng ta tác động qua da sẽ gây đau. Và trẻ em thì nó sẽ có các cái dấu hiệu là khi đau như vậy, sốt như vậy thì nó sẽ biếng ăn. Cho nên chúng ta xem đây là những cái triệu chứng phụ, những triệu chứng không ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe của trẻ. Chúng ta bằng cách khắc phục, ví dụ trẻ sốt cao chúng ta có thể dùng thuốc hạ nhiệt hoặc là dùng khăn mát để đắp cho trẻ. Trẻ em biếng ăn thì chúng ta tạo ra nhiều bữa ăn hơn, rồi chúng ta tạo môi trường yên tĩnh làm sao để trẻ có thể ngủ được, để trẻ đỡ khóc chẳng hạn. Thế thì những điều chứng phụ này nó chỉ xảy ra 1-2 ngày mà thôi, sau đó trẻ em sẽ bình thường. Tất cả những câu chuyện này nó không phải là một cái dấu hiệu nặng của vaccine. Hiện nay rất nhiều cái câu chuyện về vấn đề ảnh hưởng trùng hợp của vaccine 5-1 của viêm gan B đối với cái tình hình, và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái bố mẹ trong vấn đề đứa em con em đi tiêm chủng. Chúng tôi thiết nghĩ rằng ngành y tế sẽ triển khai tiếp những cái giải pháp để huấn luyện, tăng cường kỹ năng, tăng cường đánh giá, đảm bảo cái vấn đề gia truyền lành.
và chắc chắn nhà nước chúng ta sẽ phải chú tâm đến cái chất lượng vaccine là trên hết. Và hơn nữa, vaccine là một cái loại thuốc và nó an toàn, tức là nó không phải là một cái ngày xưa chúng ta dùng vaccine cổ điển, mà bây giờ là những cái vaccine đã được tái tổ hợp, nó có chất lượng rất cao. Và một cái điều thứ hai là vì chúng ta sẽ cùng phối hợp với ngành y tế để giám sát cán bộ y tế trong quá trình thực hiện tiêm chủng như thế nào, kỹ năng của họ như thế nào. Đồng thời chúng ta hiểu thêm những cái việc chuẩn bị cho trẻ được tiêm chủng, chuẩn bị cho trẻ, theo dõi trẻ sau tiêm chủng như thế nào, để chúng ta kịp thời phát hiện những cái phản ứng phụ. Và khi chúng ta phát hiện như thế, chúng ta đưa trẻ đến cơ sở y tế, thì tôi tin chắc rằng là cái việc tiêm chủng của các cháu sẽ đạt hiệu quả cao. Và chúng ta cũng nên nhớ một câu chuyện rằng, nếu muốn cho trẻ phát triển về thể lực và tinh thần trong những năm đầu đời, thì không có cái gì tốt bằng là chúng ta triển khai cho trẻ tiêm chủng mở rộng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng tôi và cùng trao đổi cũng như là cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích trong cái việc tiêm chủng. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông. Việc tiêm ngừa cho trẻ luôn luôn là cần thiết vì lợi ích to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ. Các loại vaccine tiêm ngừa sẽ phát huy hiệu quả cao nhất nếu tiêm đủ liều và đúng theo lịch tiêm ngừa. Phải chủ động tiêm ngừa trước khi có dịch bệnh xảy ra, không nên thấy có dịch bệnh rồi mới đi tiêm ngừa. Vì như vậy, hiệu quả của việc tiêm ngừa sẽ không cao và rất dễ xảy ra tình trạng thiếu thuốc tiêm ngừa. Các bậc cha mẹ cần giữ sổ và phiếu tiêm chủng đầy đủ để theo dõi lịch tiêm chủng của con mình. Cần chủ động thông báo về tình trạng sức khỏe của con mình như đang ốm, sốt, sinh non, tiền sử dị ứng, có phản ứng mạnh với lần tiêm chủng trước và đề nghị được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe của con mình trước khi tiêm. Sau khi tiêm chủng, trẻ có thể có một số biểu hiện như sốt, đau hoặc sưng tấy tại chỗ tiêm, quấy khóc. Các bà mẹ nên chú ý đến trẻ hơn và đưa trẻ tới cơ sở y tế nếu thấy các phản ứng kéo dài trên một ngày. Nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật, bỏ bú, khó thở, tím tái, các bà mẹ cần đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế. Vì sự an toàn của trẻ, các bà mẹ cần theo dõi trẻ sau tiêm chủng 30 phút tại điểm tiêm chủng và tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những bệnh lý thuộc hệ nội tiết đang ngày càng có xu hướng gia tăng đó chính là bệnh đái tháo đường, và đây là một bệnh cũng có nhiều người quan tâm. Tuy nhiên ngược lại thì một giai đoạn bệnh thường bị mọi người bỏ qua đó chính là tiền đái tháo đường. Và cũng chính vì vậy mà nguy cơ dẫn đến đái tháo đường đang ngày càng cao, và đặc biệt là đái tháo đường type 2. Trong phần tiếp theo của chương trình, mục thầy thuốc của bạn sẽ đề cập đến tiền đái tháo đường.